Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trung tín cầu nguyện sẽ có phục hưng, amen. Trung tín cầu nguyện sẽ có phục hưng, cảm ơn Chúa. Chúa cho họ thánh không những trung tín cầu nguyện, mà anh chị em trung tín đi truyền giáo nữa. Không những anh chị em trung tín đi truyền giáo, mà tôi thấy là các tổ tế bào cũng trung tín nhốt lại nữa. Cảm ơn Chúa, cứ mỗi thứ tư, chúng tôi có một buổi nhóm tại nhà của người chị em chúng ta. Cảm ơn Chúa, Chúa cho nhà chị Nga và các cháu. Khi chúng tôi chưa đến thì các cháu đã chuẩn bị sẵn ghế và ngồi xung quanh chờ chúng tôi đến. Và cảm ơn Chúa, mỗi thứ sáu chúng tôi qua nhà anh Toàn Hiền cũng trung tín nhóm được mấy năm này rồi. Và cảm ơn Chúa, những người doanh nghiệp ở tại Thủ Đức, mỗi sáng thứ hai họ dành ra một tiếng đồng hồ cùng nhóm lại cầu nguyện với chúng tôi trước khi họ làm việc. Amen. Từ giám đốc, người trưởng, người phó, quản lý rồi chi ngoại giao, gọi gì đó, tập trung lại cầu nguyện thờ của Chúa, nghe lời Chúa trước khi làm việc. Amen. Đây là tinh thần của những con người tin kính Chúa. Từ đó anh chị em rằng chưa nói về vật chất là nói về tinh thần đã được phước rồi anh chị em. Có người chủ họ nói với tôi như thế này: nếu mà cái công ty này mà kính sợ Chúa, học lời Chúa trước, thì tôi đỡ giải quyết nan đề hết 80% rồi. Tại vì sao? Nếu không cầu nguyện, không thờ phượng Chúa, không nghe lời Chúa, thì mạnh ai nấy làm, và ai cũng muốn làm sếp hết, thậm chí ai cũng muốn làm cha hết. Nó nhiều nan đề lắm. Nhưng khi ngồi lại thờ phượng Chúa, tâm linh dịu xuống, nghe lời Chúa, tỉa sửa lời của Chúa, có những bẻ cái chỗ nào ương ngạnh, bẻ nó hết. Và cảm ơn Chúa cho tinh thần yêu thương hiệp một, không chia phe, không rẽ phái, không có lập đoàn lập nhóm gì hết, cứ trung tín làm việc. Ông chủ đỡ nan đề rất là nhiều anh chị em ơi. Kể cả những vị bên những cái nước văn minh như là nước Mỹ, nước Hàn Quốc vậy, cảnh sát trước khi mà đi bắt trộm, đi bắt cướp á, họ cũng nắm tay hiệp một cầu nguyện trước khi họ đi. Tại vì sao? Họ cầu nguyện để có sự hiệp một. Tại sao? Họ cầu nguyện để có tinh thần hỗ trợ cho nhau. Và tại sao? Họ hiệp một, họ cầu nguyện để Chúa giúp đỡ trên đời sống của họ. Amen. Họ làm việc không phải là vì tham nhũng hay là tham ô hay là đàn áp, nhưng họ làm việc với trách nhiệm bảo vệ dân và xây dựng đất nước. Amen. Nếu tinh thần như vậy, tôi đảm bảo đất nước như vậy là đất nước được phước anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hôm nay nhờ ơn Chúa, tôi sẽ chia sẻ cái chủ đề đó là kế ước và hiệp một. Bao nhiêu người muốn thành công? Amen. Câu chuyện được kể như thế này: một ngày kia thì có con lừa với con ngựa. Hai con được người chủ kẹp với nhau để chở một đống hàng hóa rất là nặng. Thì đi được khoảng 1/3 đường, và con lừa quay qua nói với con ngựa rằng: anh ngựa ơi, anh đi từ từ, anh nương tôi với, vì hôm nay sức khỏe tôi không tốt, tôi mệt quá, anh cố gắng nâng đỡ tôi, chứ nếu mà tôi và tôi có việc gì là tội cho anh lắm. Anh ngựa quay qua quát anh lừa: như chuyện hay đó, là mày làm cho tao khỏe lắm à, tao không mệt chứ người, ráng mà đi đi. Và anh ngựa dùng sức để mà chèn ép anh lừa và làm cho lừa đi quá sức, và đến chưa được nửa đường thì anh lừa đuối quá, anh lừa ngã ngang qua chết mất tiền. Thì ý xì như vậy, tất cả gánh nặng đều chất hết cho anh ngựa. Bây giờ anh không phải có người phụ nữa, mà anh còn chở thêm một xác con lừa lên nữa. Nặng càng thêm nặng, nan đề thêm nan đề. Anh ngựa cứ nghĩ trong lòng rằng: ôi phải rồi, ước gì hồi đó mình nhẹ tay một chút, mình nương tay một chút, mình nâng đỡ một chút, thì anh lừa ảnh không chết, thì mình đỡ cái nặng. Và anh lừa ảnh không có chết, thì bây giờ mình đỡ vất vả, bây giờ tất cả đều chắc hết trên mình, vô cùng mệt mỏi vô cùng. Câu chuyện này tôi muốn kể ra, muốn nhắn nhủ với mỗi người trong chúng ta tại đây là: mỗi người trong chúng ta, ai mạnh hãy nâng đỡ kẻ yếu. Amen. 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 Và mỗi người trong chúng ta nên hỗ trợ cho nhau. Và chúng ta muốn nói với Chúa rằng mình cần Chúa, mình cũng cần anh em của mình. Amen.
nhìn người bên cạnh nói: tôi cần Chúa và tôi cũng cần bạn đang đỡ tôi nữa. Hay là các bạn giống như anh nữa, ấy mình mạnh, tấn tác người yếu, ấy mình khô, ăn hiếp người không được khô, ấy mình giỏi, ăn hiếp người kém cỏi, ấy mình giàu, ăn hiếp người nghèo. Có nên như vậy không? Bây giờ ngược lại, người nghèo ăn hiếp người giàu, người khô ăn hiếp người khô. Đời đã ngược lắm. Ngày xưa là mèo rượt chuột, bây giờ chuột nó rượt mèo nữa. Ngày xưa bà gia ăn hiếp nàng dâu, bây giờ bà dâu ăn hiếp nàng gia. Bây giờ nó nhiều, nó đã ngược lại. Nhưng mà không, trong Chúa chúng ta kết ước và hiệp một. Hãy đưa đôi tay ra với người bên cạnh, đó là tôi và kết ước và hiệp một giúp đỡ nhau. Tôi và kết ước và hiệp một nhau. Hai anh em con ăn phước phước nguyên, hãy nói anh em bạn kết ước và hiệp một nhau. Còn thắng hay nói với mẹ hiền, hai mẹ con mình kết ước và hiệp một nhau. Amen. Cứu Mỹ hãy nói ước, cứu Tư Dưỡng nói ước cô. Amen. Mất ơi hãy nói cô Tiến và nói chuyện với cô Tiến, chúng ta kết ước và hiệp một nha. Nói khẽ tay bên người đang cầm nè, mình chia rẽ không ít lần gì đâu, mình chia rẽ không ít lần gì đâu. Hãy xem lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn thứ 19. Bạn Dũng bao giờ Sử Ký thứ nhất đoạn 19 bắt đầu từ câu số 6. Chúng ta sẽ nghe một cái giọng rất là ấm áp. Mời cô Hiền lên đây đọc lời của Chúa Trời. Xin mời cô Hiền. Chúng ta xem lời của Chúa. Amen. Đây là người thương của tôi đó quý vị. Xin đọc lời của Đức Chúa Trời từ câu số 6. Khi Giang-a-môn thấy Nam-ích lấy họ làm đố kiếp, thì Nanun và dân Ammon bèn sai người đem 1.000 ta lăng bạc tặng đi đến Mesopotami, Aram, Ma-aga và Soba, mà mướn cho mình những xe cộ và quân kỵ. Chúng mướn cho mình 32.000 cỗ xe. Vua xứ Ma-aga với dân người, họ kéo đến đóng tại trước Medeba. Giang-a-môn từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. David hay điều đó, bèn sai Joab và cả đạo binh đều là người mạnh dạng. Dân Ammon kéo ra dàn trận nơi cửa thành, còn các vua đã đến phụ trợ đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Khi Joab thấy quân thù đã bại trận đằng trước và đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong đạo quân Israel và dàn trận đối cùng quân Syria. Quân lính còn lại, người phú cho Abishai là em mình, chúng bài trận đối với dân Ammon. Người nói, nếu quân Syria mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh. Còn nếu dân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em. Khá vững lòng bền chí, hãy vì dân ta, vì các thành của Đức Chúa Trời ta mà làm như cách đại trượng phu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Vậy Joab và quân lính theo người đều đến gần đối cùng quân Syri đằng giao chiến. Quân Syri chạy trốn khỏi trước mặt người. Khi quân Ammon thấy quân Syri đã chạy trốn thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai em Joab mà trở vào thành. Joab bèn trở về Jerusalem. Amen. Amen. Hallelujah. Chúng ta cùng đọc câu số 12 của tôi 3 lần nha. Xin mọi người chúng ta hướng về Chúa đọc câu số 12 của tôi 3 lần. 2, 3. Người nói, nếu quân Syria mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh. Còn nếu quân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em. Rồi hãy nói người bên cạnh, thay vì chữ anh em thì mình thiết tên mình vô. 2, 3. Người nói, nếu quân Syria mạnh hơn Mỹ Hiền, anh không sẽ giúp đỡ Mỹ Hiền. Cảm ơn Chúa. Amen. Hãy nói người bên cạnh đi. Còn nếu ở bên kia đó mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ cho anh. Amen. Còn thắng, nếu quân thù nó mạnh hơn ba, con sẽ giúp đỡ cho ba. Và nếu quân thù nó mạnh hơn con, ba sẽ giúp đỡ cho con. Amen. Người nói, nếu quân Syria mạnh hơn anh á, em sẽ giúp đỡ cho anh. Còn nếu một quân Ammon mạnh hơn em á, anh sẽ giúp đỡ cho em. Kết ước với nhau như thế này, hỗ trợ cho nhau như thế này, vô cùng hiệu quả. Trong hội thánh cũng vậy, trong gia đình cũng vậy,
Trong công xưởng làm ăn cũng vậy. Trong những bạn đồng lao hầu chú với nhau cũng vậy. Nếu nói cái điểm nào mà anh mạnh, anh sẽ giúp cho em cái điểm yếu đó. Mà cái điểm nào mà em mạnh mà anh yếu á, em sẽ giúp đỡ cho anh. Nếu anh có nhiều tiền mà anh không biết cách tiêu, em sẽ tiêu dùm cho anh. Đúng không? Nếu mà cô biết nấu ăn ngon thì tôi sẽ là người đến hỗ trợ ăn dùm cho cô. Mỗi một người trong chúng ta hãy biết được là nếu mà bạn hát mà bạn lên không nổi, tiếng hát thì hạ hơi rồi á, thì bạn cái bên phải kéo dùm bà tôi tới. Nếu lấy mà không kéo bà tôi lên, tở tôi ngồi luôn lên đỡ. Cho nên hỗ trợ cho nhau vô cùng quan trọng các bạn ơi. Amen. Tôi thấy được rằng đó là cái tinh thần hiệp một, cái sự kết ước không chỉ là của con người chúng ta, mà Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký thì Kinh Thánh cũng ghi rằng chúng ta hãy làm nên loài người giống như hình ta và tượng ta. Amen. Kinh Thánh ba ngôi Đức Chúa Trời cũng có tinh thần hiệp một với nhau. Khi sau khi con người sa ngã, có người phạm tội, thì ba ngôi Đức Chúa Trời lên chương trình để cứu con người là gì? Đức Chúa Cha đã lên chương trình của sự cứu rỗi, mà Đức Chúa Giêsu là đã thực hiện chương trình cứu rỗi, và Đức Thánh Linh là đã hoàn tất chương trình cứu rỗi. Cha chúng ta hiệp một, thì mỗi một người trong chúng ta hãy có tinh thần hiệp một, anh chị em ơi. Ma quỷ ngay lúc ban đầu nó đã không có tinh thần đầu phục, nó đã nổi loạn, nó đã kiếm chuyện, nó đã kiêu ngạo, nó đã dây mình, nó đã bất bình, nó bất mãn và nó chia rẽ, và cuối cùng thì nó đã bị hạ gục. Đó là kế hoạch chương trình của ma quỷ. Rồi nó nói xấu, rồi nó không tốt, rồi đem sự nghi ngờ làm cho Adam và Eva phạm tội. Nhưng mà đó là ma quỷ. Còn Chúa, chúng ta là Chúa của tình yêu thương và Chúa của sự hiệp một. Amen. Tôi cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta nên nhớ rằng mình đang thờ Chúa của tình yêu thương. Amen. Mình đang kính sợ Chúa của sự hiệp một. Amen. Và mình đang tôn thờ Chúa của sự hòa bình. Amen. Còn cái gì mà nổi loạn, còn cái gì mà kiêu ngạo, còn cái gì mà khoe mình, cái gì mà bất bình, cái gì mà hung dữ, mình hãy nhớ rằng đó không đến từ nơi Chúa anh chị. Amen. Và tại nơi đây, quân thù thấy rằng ồ, David đã gương biết họ. Chúng ta nghe cái câu số 6, Amon tức là quân thù á. Amon tượng trưng cho ngày hôm nay là ma quỷ, là đói kém, là nợ nần, là sa tăng, là bệnh tật, là đau khổ gì đó. Nó thấy David lấy làm gương biết, không thích họ nữa, thì Hanun nè, Giang Amon nè, bèn sai người đem 1.000 ta lăng bạc đi thuê người đến bước Mesopotami, Amon, rồi Amaka và Soba, mà mướn cho mình những xe cộ và quân kỵ, quân lính hùng hồn hạ đông kéo đến để mà muốn tiêu diệt dân Israel. Một lần nữa tôi nói anh chị em rằng chúng ta là dân Israel thuộc linh ngày hôm nay. Ma quỷ nó tìm mọi cách, nó thuê mọi người, nó mướn mọi người để làm sao đó mà muốn tiêu diệt chúng ta. Nó muốn linh đố kém đến, nó muốn linh của sự bệnh tật đến, nó muốn linh của sự thất nghiệp đến, nó muốn linh của sự nản lòng đến, nó muốn nhiều cách làm sao để cho con dân Israel, con dân của Chúa phải mệt mỏi, ngã lò và bỏ cuộc. Rồi chúng ta sẽ thấy làm gì nữa? Nó muốn ăn tươi và nuốt sống. Chúng ta để ý câu số 7 nè. Chúng mướn cho mình 32.000 cổ xe. Ít hay nhiều quý vị? Nhiều. 3 vạn là 30.000 á, và 2.000 cỗ xe, 2.000 chiếc xe nữa. Và vua xứ Ma-a-ca với dân người, họ kéo đến đóng trại tại trước Mê-đê-ba. Dân Amon từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. Chúng ta thấy quân thù nó muốn tiêu diệt Israel, họ có kế hoạch không? Họ có chương trình không? Chúng ta thấy rằng ma quỷ luôn luôn có chương trình để tiêu diệt con cái của Chúa. Kẻ thù luôn luôn có chương trình để quỷ phá công việc của Chúa. Còn nếu chỗ này mà con cái của Chúa mà vô tình mà nhớ nhơ và coi thường, việc gì sẽ xảy ra anh chị em? Việc gì sẽ xảy ra? Vì lý do đó, Kinh Thánh chỉ bảo rằng
chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta hãy lắc tay người bên cạnh, hãy tỉnh thức. Amen. Hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức. Vì sao? Nếu chúng ta ngủ trong lúc này, nó sẽ tiêu diệt đi anh chị em. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Kẻ thù anh chị em là ma quỷ, như sư tử đó đi rình mò chung quanh, nó có người nào nút được thì nó nút. Nhưng hãy nói người bên cạnh là tôi với bạn tỉnh ngủ đi, nó không nút tôi và bạn. Amen. Hãy tỉnh ngủ, hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức trong sự cầu nguyện, hãy tỉnh thức trong sự điện nhũ, hãy tỉnh thức trong tình yêu thương, hãy tỉnh thức trong sự tha thứ, để cái đầu không giết chúng ta. Amen. Mình chỉ cần sơ hở chút xíu là nó nút nha anh chị. Mình sơ hở chút xíu là nó sẽ hại. Nhiều gia đình đang sống hạnh phúc mà chỉ cần sơ hở chút xíu mà quỷ nó xe vô, thì vợ chồng nghi ngờ nhau, cắn đắng nhau. Cái chuyện rất là nhỏ, mất phước anh chị, mất phước anh chị. Nó muốn, nó dàn trọn. Nhưng mà trong khi kẻ thù lên kế hoạch tấn công hầy hạ mày, chúng ta nhìn thấy David nè. Hãy lắc vai người bên cạnh nó, hãy giống như David. Hãy giống như David. Đọc câu số 8. Để giống như David chỗ nào? David hay điều đó. David biết điều đó. David rõ điều đó. Ông bèn sai Moab và cả đạo binh đều là những người mạnh dạn. Hãy lắc hai người bên cạnh nó, bà và tôi phải là người mạnh dạn. Amen. Bà và tôi phải là người mạnh dạn. Nếu mà hay những điều này, biết những điều này mà đã biết sẵn hồn chạy trốn, anh chị nghĩ được như thế nào? Thấy nó hậu quân thù như thế nào? Nó quá đông, nó quá hùng hảo, nó có sự hiệp một, nó lên kế hoạch. Nhưng mà David hai điều đó, ông là người lãnh đạo, ông không chạy trốn. Ông là người lãnh đạo, ông không tìm cách để làm theo dụng trí, nhưng ông đã lên kế hoạch tìm cách nào để đối phó với quân thù. Câu chuyện kể vui là một ngày kia, khi một ra trận, thì ngày xưa thì người ta đánh nhau bằng cung, bằng ná, bằng tên, bằng lửa, cho nên nó là có những cái người theo một cái đi theo gọi là chuyên về thổi kèn mà thôi, thổi kèn. Và khi mà thấy quân mình mạnh hơn, quân thù yếu hơn, thì thổi kèn trong sự mạnh mẽ, dũng lòng để nguyên đội quân của mình tiến lên để tiêu diệt quân thù. Còn khi nào thấy bên kia nó mạnh hơn, bên mình yếu hơn, thì hãy thổi cái điều kèn rút quân. Nhưng một ngày kia ra dàn trận, quân thù quá chừng đông, quân thù quá chừng mạnh, còn bên này thì quá yếu. Thì ông tướng ông mới ra lệnh cho cái người thổi kèn là gì? Hãy thổi điều kèn rút quân, chứ không thì chúng ta sẽ bị tiêu, vì bị tiêu quá mạnh. Thế là cái đội kèn này, thay vì thổi kèn rút quân, mà họ quên, họ là thổi kèn tiến quân. Thổi mạnh mẽ lên, thì cả bên này tưởng mình là mạnh hơn. Thế là họ hùng hồn mua hổ, họ đã tiến lên một cách xông pha dũng cảm, và họ quên tư tả, te tua, và chiến đó họ đã chiến thắng trong sự khải hoàn. Sau đó, ông tướng ông mới hỏi cái đội kèn là tại sao tôi biểu anh là thổi kèn rút quân, mà anh lại thổi kèn tiến quân? Cái ông trưởng đội kèn nó là cái điều kèn rút quân tôi quên mất tiêu rồi. Trước này tôi toàn tập điều tiến quân thôi mà, rút quân tôi quên mất tiêu rồi. Cho nên chúng ta biết rằng tại nơi đây David không thổi điều kèn rút quân, mà David thổi điều kèn tiến quân. Hội thánh Salomon ơi, hãy nhờ ơn Chúa mà tiến lên. Hội thánh Salomon ơi, hãy nhờ ơn Chúa mà tiến lên. Vì đáng thể trong chúng ta lớn hơn thể trong chúng nó. Hãy nhớ được rằng là Chúa là đấng đã chiến thắng thế gian rồi. Hãy nói với người bên cạnh là đừng thổi kèn rút quân. Đừng thổi kèn rút quân. Cũng đồng nghĩa là khi chúng ta nói chuyện với vợ mình đừng nói lời tiêu cực. Cũng đồng nghĩa là khi chúng ta nói chuyện với con cái mình đừng nói những lời nhũng lòng nhũng trí. Đừng tới một thánh salon nè, lúc này nó đông lắm, có chuyện sợ nhà. Tới lúc này nó mất biết rồi, nó muốn gì nó muốn hoài à. Chuyện nói chuyện người ta, chuyện của chúng ta đến đây là thờ phượng Chúa. Amen. Đừng thổi kèn rút quân, đừng có tư tưởng thối lui, nhưng hãy nhờ ơn Chúa có tư tưởng tiến lên. Kinh Thánh Chúa nói rằng
chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Amen. Nhưng khi đáng nói á thì hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho kẻ nghe đến. Bao nhiêu người trong quý vị tin rằng khi chúng ta nghe những lời tiêu cực, chúng ta sẽ buồn rũ và chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Rồi bao nhiêu người trong chúng ta tin rằng cũng một hoàn cảnh đó, cũng một năng đề đó, mà chúng ta nghe những lời mạnh mẽ công bố tích cực dựa theo Kinh Thánh, mình lên tinh thần. Vừa rồi thì có một cái kỳ trại ở ngoài Mũi Né, và quý vị biết rằng mọi sự có gì chuẩn bị xong xuôi đó, thì có người nói là cơn bão cấp 12 chuẩn bị đến. Rồi nghe cái tin đó, nhiều người bắt đầu run tay, nhiều người bắt đầu muốn bỏ cuộc và không dám đi. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, ông mục sư Hoàng Văn Phụng, ông nói anh em ơi, bảo đến chừng nào thì chúng ta càng cầu nguyện với Chúa chừng đó. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời là đã nắm quyền trên bão tố. Ngài có quyền xây đổ trong mọi sự. Chúng tôi đi ngay Tam Bảo mà cảm ơn Chúa, 3 ngày cắm trại ở ngoài biển thật là tuyệt vời. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Quý vị biết rằng là đêm trước mưa tầm tã, làm sao mà có thể đốt lửa trại được. Chúa cho mưa để cho các bạn không lãng vãng mà tập trung trong phòng dung dung hết mình. Tới giờ đốt lửa trại, Chúa ngưng không có mưa. Và các bạn ra ngồi biển múa nhảy ca thờ Chúa hết lòng. Đốt lửa trại vừa xong, mưa tới. Mưa dầm luôn. Và chúng tôi đã cắm trại trong sự bình lặng vui vẻ, lên xe đi về. Chị Tuyến và chị Tuyến với tôi với Nguyễn Hiền đi trong một xe đó là chưa bao giờ thấy những cơn mưa nào dữ dội giống như vậy. Sau khi mình rút ra khỏi đại quân, chứ nếu mà mưa giống như vậy mà đổ tại ngoài biển thì nó nói là nhà bếp cũng tiêu, phòng nhốt cũng tiêu, máy móc cũng tiêu. Nhưng bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời đã tể trị trong mọi hoàn cảnh. Hãy lắp vai người bên cạnh nó tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông không nản lòng, ông biết điều đó, ông bèn lên kế hoạch, ông sai những con người hiệp một của ông. Ông biết người nào là hiệp một, ông biết người nào là người thuận ý không, và ông biết người nào là người đang mạnh mẽ. Bèn sai Joab và cả đạo binh đều là những người mạnh dạn. Chúng ta đọc trong câu số 9:2-3. Dân Ammon hồ kéo ra, giang chặn nơi cửa thành, còn các vua đã đến phụ trợ đều đóng đi ra trong đồng bằng. Tuy nhiên là dân Ammon nó kéo ra, nó giàn trận, rồi những người khác đến hỗ trợ giàn trận làm dữ dội lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy bên Israel là gì? Họ nhờ cậy nơi Chúa. Chúng ta đọc câu số 10:2-3. Khi Joab thấy quân thù đã bày trận đằng trước và đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong đạo quân Israel mà giàn trận đối cùng dân Syria. Wow. Chúng ta thấy làm tại nơi đấy, Joab có sợ không? Mình hỏi người bên cạnh khi gặp nên đề bạn có sợ không? Hãy trả lời với người đó rằng tôi giờ cậy nơi Chúa mà tôi tiến lên. Hãy giờ cậy nơi Chúa mà tiến lên. Nên nói lời tiên thật. Amen. Đừng nói chuyện tháng 8 này mà lên trên trên Đà Lạt là coi chừng bão rồi sạt đất rồi. Nghe nói là tuần trước ở bên nó là bao nhiêu trận động đất, coi chừng mình lên nó không, nó động đất. Nói vậy ai dám đi? Nhưng mình hãy nói rằng Chúa bảo vệ. Nan đề đến không phải để làm cho chúng ta sợ, nhưng mà nan đề đến để làm cho chúng ta nhờ cậy nơi Chúa nhiều hơn. Nhìn người bên cạnh đó là nan đề đến để làm cho bạn tin cậy nơi Chúa nhiều hơn. Nan đề đến để làm cho bạn tin cậy nơi Chúa nhiều. Và cũng nan đề đến là cho bạn kinh nghiệm quyền năng của Chúa lớn lao hơn. Bao nhiêu người tin rằng nan đề đến sẽ làm cho bạn kinh nghiệm Chúa quyền năng lớn lao hơn? Nếu quý vị tin vào điều đó, chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Wow. Joab đã chọn, ông không có chọn những con người nhút nhát, giống như trong Gê-rê-ô vậy á. Những con người này nhút nhát sợ hãi, đừng cho đi theo. Đi theo nó là thiếu trật tự và đuối lắm á. Quý vị biết rằng có những con người chúng ta đi mình lồng vô một anh tiêu cực, tôi nói là nó rên, nó rỉ, nó tiêu, nó cực, nó tụi bậy, nó làm nản lòng, nản chí á. Đó, đúng lắm. Chúng ta thấy là mình sống trong gia đình mà gặp anh chàng tiêu cực đó, đuối lắm đó nha. Nhưng mà mình sống trong gia đình
mà gặp một con người lạc quan tin cậy nơi Chúa vững vàng, tôi nói anh chị em rằng nan đề lớn cỡ nào nhưng nên so sánh với Đức Chúa Trời toàn năng nó đều nhỏ bé anh chị em. Nan đề lớn cỡ nào kệ nó, nhưng mà đến so với Đức Chúa Trời toàn năng nó vô cùng nhỏ bé. Cho nên gặp những con người mà tích cực á, chúng ta vững vàng lắm anh chị em, đúng không? Chúng ta gặp những người vợ mà tôi nói nó rơi cả ngày nhân nó nhớ anh ơi chỉ thất nghiệp nó đang chết rồi, tôi nghe nó chuẩn bị Sài Gòn thất nghiệp bao nhiêu người đó rồi, tôi kiểu này chắc chết, cứ tôi tưởng vậy á sẽ làm cho ông chồng mệt mỏi vô cùng. Thay vào đó thì người vợ nói thế này: anh ơi, Chúa đã nuôi vợ chồng mình mười mấy năm này, còn quãng đời còn lại há ngày bỏ vợ chồng mình sao? Em ơi, ngày trước hai vợ chồng mình không có lấy một chiếc xe đạp mà mình vẫn sống, ngày hôm nay dù sao nữa mình vẫn có chỗ ăn chợ, có cả hai chiếc xe gắn máy, không phải là một chiếc thứ hai chiếc sau ra nè, há ngày bỏ mình sao? Em ơi, ngày xưa á mình không có được một cái nồi cái xô để nấu, bây giờ xô nồi mình quá chừng như vậy, há ngày bỏ mình sao? Hãy nói như là tích cực để động viên tinh thần anh chị, đừng nói như là tiêu cực, đừng nói như là tiêu cực để gây đến sự nặng lòng. Nhưng mà hãy nhờ ơn Chúa nói làm sao cho người ta có đức tin. Mà đức tin thì mới đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn nói mà người ta sợ hãi á, là sợ hãi có hình phạt. Mà tôi nói anh chị em rằng 12 thám tử đi về, mà 10 ông thám tử này nói là không được đâu, quân nó dình gà, nó co, nó bủ lắm, họ là những chiến sĩ mạnh giỏi, còn mình chỉ là những con cầu cào. Họ nghe tư tưởng con cầu cào, cái đồ như thế nào? Cả dân Israel họ cũng nghĩ họ là con cào cào, cái tự con cào cào, rồi họ nghĩ đến chuyện chết chóc. Quân thù có đánh họ cái nào chưa? Chưa. Nhưng họ đã bị chết. Vì sao? Họ chết ngay cái suy nghĩ của họ, họ chết ngay cái miệng lưỡi tiêu cực của họ, họ chết ngay cái hành động xấu xa của họ. Họ đã bị chết trước khi đụng đến quân thù. Nhưng Joseph và Caleb đã nhờ ơn Chúa mạnh mẽ, đã tuyên bố đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong chúng nó. Amen. Quân thù sẽ là đồ ăn cho chúng ta. Amen. Vì cái người giúp đỡ của chúng nó đã rút lui rồi, và đấng đang ở trong chúng ta đang ủng hộ chúng ta, hãy tiến lên. Và thế là Joseph và Caleb đã dẫn hai những con người 20 tuổi trở xuống là những người trẻ tuổi, là những người bình thường, còn đơn sơ, còn vô tư, còn tin cậy, họ đã làm thật thành Jericho, họ đã vượt qua được sông Jordan và họ đã tiến được vào trong xứ hứa vì Đức Chúa Trời giúp đỡ họ. Amen. Trong danh Đức Chúa Giêsu tôi công bố rằng những con người vẫn còn trung tín đến ngày hôm nay, những con người vẫn còn khao khát Chúa như ngày hôm nay, quý vị sẽ tiến vào trong xứ hứa. Amen. Bao nhiêu người trong quý vị muốn mình tiến vào trong xứ hứa? Amen. Hãy lắc bao nhiêu người cạnh nói lời tích cực. Và cảm ơn Chúa, Joab đã chọn những con người mạnh dạn. Amen. Còn những con người nhút nhát, về đi. Chúng ta thấy không? 10.000 người đi theo Gideon, đuổi một phát, còn có 3.000. 3.000 mà nó thằng nào nhút nhát sợ về bớt đi. Còn là bao nhiêu? 300 thôi. 300 cộng với Đức Chúa Trời toàn năng, cộng với đức tin mạnh mẽ, tiêu diệt quân thù. 10.000 cộng với đồ thiên thần, đem đến sự đấu trí, đem đến sự thất bại, chỉ cần 300 mà mạnh mẽ vững vàng cũng đem sự chiến thắng. Câu 11 chúng ta đọc chung 2, 3. Quân lính còn lại người phú cho Abishai là em mình, chúng đầy trận đối với dân Ammon. Câu 12, 2, 3. Người nói nếu quân Syria mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh, còn nếu quân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em. Cái ông Joab này là ông làm gương, ông thấy quân thù càng đông càng dữ, nan đề càng lớn á, thì ông chọn cái người mình dạng ra đối đầu trực tiếp với những cái quân thù đang chiến đấu, còn để em của ông hậu cần với một số người còn lại. Trong cái nan đề mà cái người nào dám đối diện đầu tiên, cái người nào mà dám vững vàng mạnh mẽ, tôi nói anh chị em là nội cái đó cũng lên tinh thần cho người khác. Một cái chương trình gì bày ra mà có cái sự thiếu thốn mà ai cũng rút lui hết, thì từ đó anh chị em là chỉ là kinh nghiệm sự thiếu thốn mà thôi.
Nhưng có một người can đảm mạnh mẽ nói như là tích cực, tôi là người xung phong giao nghĩa đầu tiên, tôi nói anh chị em thánh linh tinh thần cho người khác. Amen. Câu chuyện vui thôi nha. Một ngày kia thì ở tại nhà thờ ở Quảng Nam, ở quê tôi, trong thời kỳ cách đây bao mấy năm, nó nghèo lắm và nó sơ sát hết trơn vậy. Mà trong chương trình Giáng sinh á, mỗi lần Giáng sinh như vậy á, họ không có gì ăn, họ chỉ ăn khoai mì, gọi là quê tôi gọi là củ xén, ăn khoai mì với khoai lang, không có gì ăn. Mà năm đó Giáng sinh cho nên người ta muốn có một buổi ăn ngon thì lên chương trình để mà khao khát chương trình truyền giảng rồi giúp đỡ như vậy. Thì họ đang đi như vậy á, thì có một ông già, ông ở một cái chòi nhỏ vậy, ông tuyên bố là gì? Tôi dâng hơi trăm ngàn, 200 ngàn. Chù cha. Thế là mọi người rất vui, hy vọng có một mùa Giáng sinh đầy phấn khởi. Cái người bán vật liệu đi cùng á, nó cỡ ổng dạy mà ổng dâng 200 ngàn thì thôi, tôi xin hứa dâng 500. Wow. Cái bà chủ ghe tôi nói là tôi xin dâng 700. Mấy người mà làm cá làm thuyền đó là vợ chồng chúng tôi khao khát dâng 1 triệu. Thế là cái mùa Giáng sinh chưa có năm nào dư dật đầy đủ, lo cho tín hữu, lo cho người nghèo, về truyền giảng, về thức ăn, về chương trình, rồi sửa lại, rồi trang trí đẹp vô cùng. Nhưng mà mỗi người hứa dâng ai cũng đưa tiền đầy đủ, riêng ông này chưa dâng 200. Ban trị sự đến hỏi ông ơi, hôm đó ông hứa dâng 200 đâu rồi? Ông nói 200 gì? Ông 200 gì? Ông hứa ông dâng 200. Vậy còn chưa hiểu nữa. 200 cò. Ông nói nếu tôi không nói là tôi dâng 200 á thì có ai dâng đâu. Tôi phải xung phong trước. Bây giờ hội thánh và ban trị sự hãy trả cho tôi 200. Câu chuyện vui nhưng mà đó không chuyện bất thật. Để nhắc nhở khích lệ chúng ta là gì? Không phải là người ta nghèo nhưng vì người ta hẹp lòng hoặc người ta không dám. Nhưng có một người mạnh mẽ, can đảm, dám nói, dám làm, dám thực hiện thì chương trình dám được hoàn tất. Bằng có, trước đây khoảng chừng mấy tháng khi tôi giảng thì tôi phải đứng đây này, tôi phải đứng đây này, đúng không chị? Và nơi đây là một cái bức màn tới đây rồi, tới đây là hết rồi, không thể nào qua được đó. Chị nghe chị nói là 2018 với 2024 khác nhau nhiều quá. Thật sự vậy, đứng nơi đây và làm sao mà muốn bố được? Thì tôi cứ công bố phải nới rộng ra, nới rộng này ra, nhưng mà không biết cách nào, cứ nới rộng rộng ra. Vợ chồng chúng tôi xung phong dân trước, cách này cách nọ cách nhỏ kia, bây giờ công việc đã hoàn tất, các cháu được múa, các chị em được múa, các người cô lớn tuổi được múa bằng hát nước tự nhiên được. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Hãy lắc vai người bên cạnh đó, tinh thần rất là quan trọng. Amen. Sức mạnh nó nằm bên trong của chúng ta. Sức mạnh nó nằm bên trong của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không phát huy, nó trở thành như con sâu rung rốn vậy. Nhưng mà mình biết phát huy, nó trở thành một con bướm đầy nghị lực và chiến đấu anh chị em. Dân sự của Đức Chúa Trời đã có mặt ở đây, không có nghèo. Nhưng mà chúng ta không biết phát huy thì nghèo. Nhưng mà biết phát huy, hãy nói với người bên cạnh là tôi với bạn rất là giàu ở trong Chúa. Tôi với bạn rất là giàu ở trong Chúa. Không nghèo đâu. Cảm ơn Chúa. Cho nên hội thánh Salon đang được mang tên là hội thánh giàu. Amen. Amen. Họ nói như vậy, tôi cảm ơn Chúa luôn. Cảm ơn Chúa luôn. Cảm ơn Chúa. Họ hỏi với tôi như thế này. Một số không? Tôi nghe nói về có không? Có chưa? Hội thánh Salon hễ nhóm lại là có sự ăn uống không còn? Có không? Có. Hỏi tôi như vậy, nguồn tài chính từ đây đâu? Có người kêu thầy Phú nó hỏi nghe nói nào Salon chuẩn bị mua đất xây nhà thờ 1000 ghế ngồi à, có không? Thầy Phú nó có. Họ hỏi thầy Phú rằng đó là nguồn tài chính gốc đến từ đâu? Thầy Phú nó. Amen. Amen. Thật sự. Họ nói là
Nghe nói là bà Mỹ, bà Tư đi truyền giáo, đi hầu Chúa tối ngày sáng đêm như vậy á, mà vẫn mỗi lần vốn đều có tiền dân hiến, rồi cũng có tiền lo cho gia đình hết. Tuyệt vời, họ tiền đâu? Rồi tôi thấy hội thánh Salom đi truyền giáo lên cao nguyên, đi qua Campuchia, đi về miền Trung, đi khắp nơi người giảng tin lành, người làm từ thiện, quá trình vậy, quá trình vậy, nguồn gốc của hội thánh tài chánh đến từ đâu? Chúa ơi. Hallelujah, các bạn bổ tiền nghe. Đến nỗi mà sau khi mà xây dựng cái căn nhà này, những người lân cận nhất, những người lãnh đạo quan trọng nhất trong tổng hội cũng không biết nguồn ở đâu mà hội thánh Salom làm được. Họ điều tra xác hỏi, tìm đủ một cách, thử thứ một có nhân vật nào quan trọng để mà tài trợ không. Cuối cùng họ tìm hoài không ra, họ cũng phát hiện được tất cả đều nhờ ơn của Chúa. Chị em ơi, một lần nữa tôi nói chị là đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ trong thế gian này. Tình yêu ở trong chúng ta lớn hơn sự phán xét trong thế gian này. Sức mạnh của Chúa ở trong chúng ta lớn hơn sự sợ hãi trong thần thể này. Amen. Hỡi anh chị em yêu dấu, đức tin chúng ta thắng hơn sự đổ xét. Amen. Tình yêu thương thắng hơn sự đổ xét. Amen. Cái tinh thần mạnh mẽ lớn hơn tất cả những cái sự nhút nhát và rụt rè. Amen. Cho nên cái tinh thần kết ước nhau, hiệp một nhau vô cùng quan trọng. Amen. Nếu mà dân Syria mạnh hơn anh á, thì em hứa em sẽ giúp đỡ cho anh. Amen. Nghe câu đó lên tinh thần liền đúng không? Amen. Mình chuẩn bị mình làm việc truyền giảng mà cái người đó là tôi sẽ hứa rằng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị. Amen. Amen. Tôi sẽ hỗ trợ được cái gì trong khả năng tôi hỗ trợ hết mình. Mình nghe cái mình lên tinh thần liền. Amen. Còn mình chuẩn bị lên truyền giảng mà chắc lùi không vậy? Có chuẩn đủ nợ á, mà mở đó. Rồi sau khi truyền giảng có ai tin Chúa không vậy? Nhiều cái tin vật á. Anh chị em ơi, nán đề luôn luôn có, nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời mà đấng tôi và anh chị em thờ phượng á có thể tiêu diệt nán đề. Khi mà chúng ta làm việc đúng trong chương trình của Chúa có sự tiếp trợ trong đó anh chị em. Ông nói câu nè, nếu quân Syria mà mạnh hơn anh á, em sẽ giúp đỡ anh. Còn nếu mà quân Ammon mà mạnh hơn em á, anh sẽ giúp đỡ em vững vàng nha. Amen. Chúng ta hãy nói câu 13 đi. Khá vững lòng bình chị. Hãy nói là khá vững lòng bình chị. Nói với người bên cạnh này, khá vững lòng bình chị. Khá vững lòng bình chị. Vì sao? Hãy vì dân ta về thành của Đức Chúa Trời ta mà hãy làm ra các đại từ phu. Nguyện Đức Sơ Ba làm theo ý Ngài lấy là tốt. Amen. Hãy đọc lại câu số 13 một cách mạnh mẽ lên ngay trong giờ này. Khá vững lòng bền chí, hãy vì dân ta và vì anh hồng Đức Chúa Trời ta mà làm như là các đại thủ nguyện Đức Sô Ba là theo ý Ngài đã làm tốt. Amen. Cảm ơn Chúa, hãy vững lòng bền chí. Khi ai làm một việc gì, ai chuẩn bị đi học, ai chuẩn bị đi truyền giáo, ai chuẩn bị hát múa, chúng ta khích lệ một câu là gì? Hãy vững lòng bền chí. Tôi khích lệ anh chị em rằng những người nào họ mới bắt đầu lên hướng dẫn hay là mới bắt đầu lên giảng, chúng ta đừng có chê, chúng ta đừng có chê, nhưng hãy nói câu gì? Hãy vững lòng bền chí nha, Chúa sẽ giúp đỡ cho anh. Nếu lần nào đó chương trình đàn ông mà hướng dẫn á, thầy Phú có thể mời bạn nam hướng dẫn. Amen. Amen không? Khá vững lòng bền chí nè, khá vững lòng bền chí nè, khá vững lòng bền chí nè. Hãy mạnh mẽ, hãy vì dân ta, hãy vì hội thánh Đức Chúa Trời mà phục vụ. Chúng ta làm việc gì mà làm vì danh Chúa, chúng ta làm việc gì mà vì danh Đức Chúa Trời, chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Nehemi đã kêu gọi hãy chiến đấu cho vợ, cho con, cho cả gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta làm việc gì mà chúng ta làm vì danh của Chúa, làm vì hội thánh của Ngài, làm vì vợ, vì con chúng ta, chúng ta mệt một chút mà chúng ta cũng vô cùng vui vẻ. Amen. Amen. Cách đây mấy ngày thì một cái tai nạn giao thông đáng tiếc ở tại đê cầu Phú Mỹ ở quận 7 đổ xuống thành phố Thủ Đức. Một chiếc xe tải nó bị mất thắng và nó gây ra một tai nạn rất khủng khiếp. Và có một cái chiếc xe 7 chỗ kia đã bị ép ở giữa và đã bung mất và đang siết chặt như vậy. Thì có một người tài xế đang bị mắc kẹt ở trong đó, rất là đau đớn, kêu lên những cái tiếng rất là thấu thiết, cứu tôi giới, và bị speo, cho nên kẹp xe như vậy anh không ra được.
Nhưng có một người đi đường, anh đã bước xuống và đã cầm cục đá đập banh cánh cửa và lôi người đó ra. Lôi không được vì cái dây xích đeo, dây xích an toàn đó, nó xích chặt quá. Và anh kêu gọi, anh có kéo, anh có gì không, lẹ lên. Người khác thì sợ hãi, người khác lo mấy phim, người khác lo chạy trốn. Rồi anh tìm một cách, anh kìm được cái kéo, anh cắt được cái dây an toàn, anh lôi người đó ra. Vừa thoát ra khỏi thì ngay chiếc xe nó bùng cháy rùi hết cả chiếc xe. Chỉ cần trễ thêm một vài phút nữa là thân xác anh ấy đã bị đốt trong cái chiếc xe tàn cháy đó. Nhưng một người can đảm, một người mạnh mẽ đứng lên như vậy đã cứu được mạng người anh chị. Đây là những hành động can đảm mạnh mẽ. Những cái vụ cháy ở ngoài ngoài Hà Nội đã có những con người can đảm đứng lên đập tung các bức tường để cứu 7 người thoát khỏi đám cháy. Có những người can đảm leo lên cao để cõng những trẻ em và những người lớn tuổi, những phụ nữ bước xuống cầu thang, vượt qua bao nhiêu lửa cháy xém tóc xém chân mày chuyện khác, nhưng cứu người được. Đó là những hành động dũng cảm đem đến cái sự mà khen thưởng của những con người cấp cao dành cho những con người giống như vậy anh chị. Tôi cũng nhờ Chúa truyền cảm hứng cho những con người đang có mặt ở đây. Khi một hành động nào đó, khi một việc làm đó mang tính cách ích lợi mà mang tính cách mà giúp đỡ cho người khác, tôi khích lệ họ thánh sao hãy làm một cách hết lòng. Amen. Hãy giúp đỡ một cách hết lòng. Chúng ta biết rằng chúng ta chết vinh còn hơn là sống nhục anh chị em. Mạnh mẽ như vậy đó, dù ác cứ can đảm tiến lên, hãy vững lòng mình chỉ vì dân ta và vì thành của Đức Chúa Trời. Ta hãy làm cách đại chính phủ, không phải làm nhút nhát. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài, lại làm tốt hay là tốt là nên chịu. Yeah. Chúa. Wow. Chúng ta thấy rằng những cái người mạnh mẽ tin cậy Chúa, Chúa có bỏ những người đó không? Yeah. Hãy nói với người bên cạnh, khi bạn hết lòng vì danh Chúa, Chúa không bao giờ bỏ bạn. Nói đi. Khi bạn hết lòng vì danh Chúa, Chúa không bao giờ bỏ bạn. Chúa không bao giờ bỏ bạn. Amen. Amen. Vậy Giô-áp và quân lính theo người để đến gần đối cùng dân quân Syri đạn giao chiến. Quân Syri chạy trốn khỏi trước mặt người. Hãy lắc vai người bên cạnh đó, quân Syri sẽ chạy trốn trước mặt bạn. Amen. Hãy nói đi, sự đói nghèo sẽ chạy trốn trước mặt bạn. Sự nhút nhát sợ hãi sẽ trốn trước mặt bạn. Amen. Hãy nói bệnh tật chạy trốn trước mặt bạn. Amen. Hãy nói đi, sự nợ nần sẽ chạy trốn trước mặt bạn. Amen. Hãy nói đi, sự bất hạnh cũng sẽ chạy trốn trước mặt bạn. Hãy nói đi, sự khổ sở sẽ chạy trốn trước mặt bạn. Amen. Quân Syri, những kẻ giết chết, chóc chết, đau khổ phải chạy trốn trước người của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Quân Syri, những quân nào gian ác nó kéo đến nó tiêu diệt chúng ta, nó phải chạy trước mặt chúng ta. Thật sự không phải là vì dân Israel mạnh tại đây đâu, nhưng vì sao? Vì Chúa giúp đỡ. Amen. Hãy nói người bên cạnh, không phải bạn mạnh nhưng mà Chúa giúp đỡ cho bạn. Amen. Không phải là bạn mạnh, không phải là bạn giỏi, nhưng mà Chúa sẽ giúp đỡ cho bạn. Amen. Chúa sẽ giúp đỡ cho bạn. Amen. Amen. Chúa sẽ giúp cho bạn, bạn sẽ được chiến thắng. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi quân Amon thấy dân Syri đã chạy trốn thì cũng chạy trốn luôn. Chúng ta thấy là không? Câu 15 chúng ta đọc chung là 2, 3. Khi quân Amon thấy quân Syri đã chạy trốn thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai em Joab mà trở vào thành. Joab bèn trở về Jerusalem. Nó hùng hùng muốn hổ làm dữ vậy đó, nhưng có một thằng chạy nó biết chạy theo, đúng không? Chúa làm cho nó chạy. Chúng ta nhớ cách đây khoảng mấy tháng về trước, tôi có giảng về 4 người bị cùi không? Bố một cung không? Nó nói thành nằm đây cũng chết, mà đi ra ngoài biết đâu là tự nó thương xấu mình được xấu. Mà họ đi ra như vậy, 4 người cùi hủi đi vậy đó, rồi đi vậy đó, mà Chúa khiến thân giống như một đội quân hùng hổ bước ra thì làm cho quân Samari chạy toán lại hết trơn. Và 4 người phun đó không bị chết mà được ăn uống no nê, gom được một số vật chất giấu cất trong. Nói là nếu mà ngày hôm nay là ngày có tin lành tốt lành như vậy mà mình hưởng một mình không tốt, hãy chạy về báo cho nhà vua và mọi người cùng hưởng với mình. Và cảm ơn Chúa, khi đó bây giờ là dân Syri chạy trốn thì những người đó cũng chạy luôn. Quân thù, chúng ta biết rằng một khi mà những cái nặng lòng nặng chiến nó thối lui khỏi chúng ta thì tất cả những cái sự mà tuyệt vọng nó cũng chạy khỏi chúng ta. Một khi mà chúng ta biết rằng
cứ quân thù của bệnh tật nó chạy khỏi chúng ta thì những cái sự nặng lòng nặng chí cũng ra khỏi chúng ta. Một khi mà cái nợ nào nó chạy khỏi chúng ta thì tất cả những cái sự mà bỏ cuộc mệt mỏi cũng chạy khỏi chúng ta. Amen. Một khi mà cái sự cay đắng nó mà chạy khỏi chúng ta thì tất cả những cái sự mà thù hận nó cũng chạy khỏi chúng ta luôn. Quân thù nó đi thêm một bên, nó thắng được nó thắng luôn. Chúng ta biết rằng trong con người chúng ta ai cũng có virus về ung thư hết, ai cũng có virus về lao hết. Nhưng mà lúc chúng ta mạnh á thì chúng ta lướt nó và nó chạy trốn. Mà lúc mà chúng ta thức đêm nhiều quá, chúng ta không tiết độ, chúng ta không đối xử tốt cơ thể mình, thì một cái con virus về lao nó tấn công á thì những con virus khác nó cũng tiến lên á, thừa thắng xong lên nó cũng tấn công cơ thể chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta cảm thấy mình nặng lòng, nặng chí, mình mệt mỏi, mình buồn á, là cái thằng đau tim, cái thằng nhức óc, cái thằng tay chân mỏi mệt, nặng lòng nặng chí nó cũng chạy theo, nó hù dí chúng ta. Nhưng một khi mình mạnh mẽ, mình can đảm, mình đứng lên, mình giơ tay lên thờ phụng Chúa áp lòng, mình tiến lên á, thì một thằng đau tim nó chạy á, thì thằng đau gan nó cũng chạy theo, thằng nặng lòng nó cũng chạy theo, nó cứu khỏi chúng ta và chúng ta khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đổ tay đời ngay bây giờ. Amen. Nó quan trọng vô cùng. Amen. Khi mình thấy vợ mà mình chán rồi á thì ngay lập tức có mấy thằng quân thù nó bắt đầu hù theo. Nó xúi này xúi kia, nó sẽ làm cho chúng ta nản lòng nản chí. Nhưng anh chị em ơi, khi nào mình khen vợ mình, khi nào mình khen chồng mình, khi nào mình hài lòng chồng mình, khi nào mình hài lòng về vợ mình, khi nào mình hài lòng về con mình, thì quân thù kiện cáo xấu hổ nó cũng chạy khỏi chúng ta và gia đình chúng ta trở nên bình an và hạnh phúc. Amen. Amen anh chị em. Hãy nói người bên cạnh, đừng cho ma quỷ nhân gì. Đừng cho ma quỷ nhân dịp lại như vậy. Amen. Hãy khước từ, hãy khước từ cái linh của buồn tuổi, hãy khước từ cái linh của sự tổn thương, hãy khước từ tất cả những cái linh của sự gây cho nản lòng. Anh chị em ơi, cái đó nó chỉ đem đến hại chúng ta mà thôi. Hãy luôn luôn mở lòng ra. Chúa nói là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Hãy đón nhận những sự tươi mới từ Chúa. Quan trọng là cuối cùng họ đã trở về Jerusalem. Phần cuối cùng chúng ta đọc câu 16 này. 2, 3. Khi Mô-xê-ri thấy mình bị thua nước mặt Israel, bèn sai sứ giả đến biểu theo Giê-ri ở bên kia sông ra. Có Sô-láp, quan tướng của đạo binh Ha-ra-li, quản lãnh của chúng nó. David đều hay điều đó, đều nhổ cả Israel sáng sang vô đàn đến cùng Mô-xê-ri mà ra đạo cùng chúng nó. Vậy David đã bày trận đối với Giê-ri thì chúng nó quân Syri chạy trốn trước mặt Israel. David giết quân Syri 7,000 lính cầm xe, 4,000 lính bộ và giết Sô-láp quan tổng binh. Amen. Quan trọng là quân Syri chạy trốn khỏi trước mặt Israel. Amen. Sáng hôm nay bao nhiêu người tin rằng khi chúng ta mạnh mẽ tuyên bố những lời tích cực, quân thù sẽ chạy trốn trước mặt chúng ta. Amen. Nếu quý vị tin, quý vị đứng lên và quý vị công bố ngay trong nhà này. Hãy đứng lên và đưa đôi tay lên và công bố rằng: Chúa ơi, con quyết định hiền bầu với anh em con. Con quyết định mà nhờ cậy nơi Chúa. Con nếu con mạnh thì con sẽ giúp đỡ những người yếu. Và Chúa ơi, giúp đỡ cho những người đang yếu thì con sẽ giúp đỡ cho họ. Hallelujah. Hãy nhờ ơn Chúa và công bố ngay trong giờ này. Hallelujah. Hãy nhờ ơn Chúa mạnh mẽ ngay trong giờ này. Nói những lời tích cực ngay trong giờ này anh chị em ơi. Hãy chúc phúc trên chồng mình, hãy chúc phúc trên vợ mình, hãy chúc phúc trên con mình, hãy chúc phúc trên cha mẹ của mình, hãy chúc phúc trên gia đình của mình, hãy chúc phúc trên kinh tế của mình, hãy chúc phúc trên niềm vui, hãy chúc phúc trên sức khỏe của mình ngay trong giờ này. Tôi kính lạy quý vị, đưa đôi tay lên trời và cầu nguyện ngay trong giờ này. Mạnh mẽ lên anh chị em, hallelujah. Hãy mạnh mẽ lên anh chị em, hallelujah. Hallelujah trong danh Giê-su, hallelujah. Oh hallelujah, đưa đôi tay lên cao, con thờ phượng Chúa với cả tâm linh con đang hướng về Ngài. Giê-su Ngài là vua của mọi người trong chúng con. Mọi sĩ tốt đều thu về Ngài. Chúa Giê-su ơi, hallelujah trong danh Chúa Giê-su. Chúa ơi, trong danh Chúa Giê-su ngay trong giờ này, chúng ta hãy mạnh mẽ cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Oh, chúng ta nói với tất cả những sự nhút nhát rằng, hãy nói với yếu đuối rằng tôi mạnh mẽ, hãy nói với đối kháng rằng tôi no đủ, hãy nói với dốc nát rằng tôi là người thông sáng, hãy nói với quỷ dữ rằng ta là kẻ tất thắng, vì chính Chúa đã đến để ban cho chúng ta những điều đó. Hallelujah. Ngay trong giờ này anh chị em ơi, hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giê-su. Hallelujah. Hãy ngay trong giờ này hỡi anh chị em yêu dấu, tôi khích lệ anh chị em đừng để cái tư tưởng nản lòng, đừng tấn công mình.
đừng để cái tư tưởng mệt mỏi nhút nhát hèn nhát tấn công mình, hãy mạnh mẽ hết lên trên đó, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy phục lời Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Ôi trong danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này chơi. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu. Hallelujah. Đó con cảm ơn Ngài, lời khen Ngài Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.